diện trang phục hầm hố, Khánh Vân khẳng định đẳng cấp không phải dạng vừa trước chung kết Miss Universe. Ngay trước bán kết Miss Universe 2020 diễn ra, Khánh Vân tiếp tục gây ấn tượng khi xuất hiện với bộ trang phục đầy cá tính. Hoa hậu Khánh Vân hiện đang đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss Universe 2020 diễn ra ở Mỹ. Xuyên suốt những ngày qua, có thể thấy ekip của Khánh Vân đã chuẩn bị hành trang vô cùng kỹ lưỡng với những mỗi bộ trang phục vô cùng ấn tượng để giúp cho nàng hậu xuất hiện lộng lẫy nhất trước công chúng. Trước thêm bước vào vòng thi trang phục dân tộc và phỏng vấn kín với ban giám khảo diễn ra vào ngày 13 tháng 5, giờ Mỹ, Khánh Vân tiếp tục đốn tim khán giả khi xuất hiện với bộ trang phục đậm chất dốc, vô cùng khỏe khoắn. Có thể thấy, Khánh Vân đang rất tự tin để bước vào những vòng thi vô cùng gay cấn sắp sửa diễn ra. Trong hơn một tuần sang Mỹ dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2020, Khánh Vân liên tục biến hóa hình ảnh với hàng loạt trang phục từ hở bạo đến thanh lịch, kín đáo, thậm chí là có phần hầm hố. Mặc dù phải tự mình chuẩn bị mọi trang phục, làm tóc tuy nhiên Khánh Vân vẫn tự tin xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài rất chín chu, khiến khán giả không khỏi đặt kỳ vọng nàng hậu sẽ làm nên chuyện ở Miss Universe 2020. Khánh Vân xuất hiện đầy tự tin, khoe nhan sắc lộng lây trước ngày bán kết Miss Universe 2020 diễn ra. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.